tính đuổi khách chứ gì. À, không phải, không phải đâu cô ơi. Tôi chỉ đang giải thích cho cô thôi mà. Ai cần cái loại bật hèn như anh giải thích. Tập trung vào làm đi. Quẻ quạt mà lắm cũng thích không biết. Anh rửa xe hay anh định xịt nước vào người tôi? Bắt hết nước vào người tôi rồi đây này. Nước không có mắt nhìn, cô có mắt nhìn ấy thì tránh ra. Cô Huyền đây à? Có chuyện gì mà cô gấp gáp thế? Dạ, em tìm gặp chủ tịch để báo một tin ạ. Tin gì vậy? Dạ, em vừa nhận được cuộc điện thoại từ đại diện ở bên công ty nước ngoài. Họ báo sẽ gặp chúng ta để bàn về dự án đấy ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô sắp xếp thời gian để chúng ta triển khai cho sớm nhá. Dạ vâng ạ. Cố lên, cuối tháng ấy tôi sẽ xem xét tăng chức cho cô. Dạ, em cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng ạ. Có gì đâu, tất cả sự cố gắng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dạ vâng ạ. Vậy thôi, em xin phép đi làm tiếp đi ạ. Em chào chủ tịch. Cô đi đi. Dạ vâng ạ. Có ai đây không? Quái lạ. Sao không thấy ai nhỉ? Tôi hỏi cái quán rửa xe này có ai không? Dạ, tôi đây. Anh là ai? Anh Tùng đâu rồi? À, tôi là nhân viên ở đây. Anh Tùng có việc bận, về quê mất rồi. Anh làm cái gì mà để khách gọi khàn cả cổ với chịu ra thế à? Cái này cô thông cảm giúp tôi nhá. Chân tôi mới bị tai nạn, bị đau nên không ra nhanh được. Mà cô đến để rửa xe đúng không? Thế đến quán rửa xe, không rửa xe thì làm cái gì? Hỏi thế cũng hỏi, mau rửa đi. Vâng, thế cô chờ tôi một lát nhá. Alo, mày đang làm gì đấy? Thích nhờ. À, tao đang đi rửa xe, rồi qua đón mày đi ăn đây. Nhân dịp gì á? Thì đợt này trộm vía được chủ tịch để ý, thì tao thấy vui. Mời mày đi ăn có được không? Ok, vậy chốt nhá, thì tao qua đón mày. Osake, bye bye. Anh kia, anh rửa xe của tôi thì anh rửa nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi. Xe tôi là xe nhập khẩu, mua đắt tiền lắm đấy, anh có biết không ạ? Vâng, tôi làm cẩn thận mà, cô yên tâm đi. Tôi cứ nhắc trước thế, xe tôi mà bị xước ấy thì anh không xong với tôi đâu. Vâng, cô yên tâm đi. À mà cô khát nước không? Nước tôi để trong bàn kìa, cô vào cô tự rót uống nhá. Ui giời, cái ca nước bụi mù bụi mịt, ai thèm uống mà anh phải lo. Anh làm sao nhanh nhanh cái tay lên, tôi còn có hẹn với bạn đấy. Vâng, tôi biết rồi. Mà cô ơi, xe của cô lâu không rửa, bùn đất bám chắc quá. Hai cái anh này, anh làm dịch vụ mà khách đói một câu hay cá một câu thế nhở? Tính đuổi khách chứ gì. À, không phải đâu cô ơi. Tôi chỉ đang giải thích cho cô thôi mà. Ai cần cái loại bật hèn như anh giải thích. Tập trung vào làm đi. Quẻ quạt mà lắm cũng thích không biết. Này cô gái, cô đang nói tôi đấy à? Ừ, đúng rồi, tôi đang nói anh đấy. Tôi nói thật nhá, nhìn mấy cái loại nghèo nghèo bật bật như anh ấy,
Nhìn bất cảm tính chết đi được. Đúng là tôi có nghèo thật, nhưng mà tôi không hề ăn cướp, hèn xin được cô bất kỳ một cái gì cả. Tại sao cô lại nói tôi như thế chứ? Chẳng lẽ cô chỉ giao du với những người có điều kiện thôi sao? Chứ còn sao nữa. Anh nhìn tôi đàng hoàng sang trọng thế này cơ mà. Vâng, tôi hiểu rồi. Rửa nhẹ nhàng thôi đấy. Cô ơi, xe của cô xong rồi đấy. Xong rồi đấy à? Vâng. Đâu, xem nào. Rửa cũng được phết đấy nhở. Úi dồi, cái gì đấy hả? Sao thế cô, tôi còn rửa bẩn chỗ nào à? Anh nhìn kỹ đi, anh rửa xe kiểu gì? Bật xước hết cả xe của tôi rồi đấy này. Đâu, tôi xem nào. Đây, anh mở mắt to ra mà nhìn đi. Chắc là cô có nhầm lẫn gì rồi. Lúc tôi rửa xe, vết xước này đã có sẵn mà. Với lại, tôi rửa xe bằng khăn mềm này, làm sao thể xước xe được. Anh lại có chối được nữa à? Tôi đi xe rất cẩn thận, không đâm vào đâu cả, thì làm sao mà xước xe được. À, có phải là anh khó chịu với tôi nên anh cố tình làm như vậy đúng không? Cô ơi, tôi mong cô xem xét lại một chút. Từ trước đến giờ khách hàng đều bảo tôi rửa xe rất cẩn thận và sạch sẽ mà. Như thế này oan cho tôi quá. Đấy là người ta nói chứ không phải là tôi. Bằng chứng rõ rành rành như thế mày còn chối được nữa à? Tôi nói cho anh biết, xe của tôi rất đắt tiền đấy. Bây giờ xước như thế này rồi, anh tính đền sao đây? Tôi... Nhìn cái bộ dạng này là biết không có tiền đền rồi. Thôi, tôi không đôi co nhiều với anh nữa. Anh nghe rõ đây, từ bây giờ tôi sẽ mang xe đến đây bảo dưỡng và rửa xe miễn phí. Tiền đấy anh tự chịu. Tại sao có thể vô lý như vậy được? Rõ ràng... Thôi, không có rõ ràng gì hết. Hay là anh muốn tôi nói với chủ ở đây để tống cổ anh ra khỏi đây luôn hả? Cô... Không có cô tôi gì hết. Anh quay xe cho tôi đi, thì tôi còn đi về. Thứ năm hàng tuần tôi sẽ quay lại đây rửa xe đấy. Cậu ơi, rửa giúp tôi cái xe với. Chào anh. Chào cậu. Mời anh vào trong uống nước. Chờ tôi một chút, tôi rửa xe cho anh. Nhưng mà này, chân của cậu bị sao thế? Đau như vậy có làm được không? Nếu mà không làm được ấy, để tôi giúp cậu. Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm nhé, tôi làm được. À mà hình như anh là chủ tịch của tập đoàn FM đúng không? Đúng rồi, cậu biết tôi sao? Biết chứ, tôi đã mấy lần nhìn thấy anh trên TV rồi. Quả là một vị chủ tịch trẻ tuổi, lại còn tài năng nữa. Tôi rất chỉ là hâm mộ anh đấy. Cảm ơn vì lời khen của cậu. Nhưng mà tôi chỉ góp chút sức nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thôi. Anh quả là khiêm tốn và tốt bụng đấy ạ. Chứ không như cô gái vừa nãy. Cô gái nào? À mà thôi, tôi nói vu vơ thôi mà. Không có gì là tự dưng cả. Anh có chuyện gì à?
Nói tôi nghe đi, biết đâu tôi lại giúp được anh. Chuyện là vừa rồi tôi gặp một cô gái đến để rửa xe, xong rồi cuối cùng là cô ấy bắt đền tôi vì trên xe cô ấy có vết xước, trong khi vết xước đấy không phải do tôi làm. Thế cô Tài hẹn thứ năm hàng tuần đến đây sao? Đúng vậy. Thôi được rồi, tôi nghĩ là chuyện này tôi có thể giúp đỡ được anh đó. Chuyện không có gì to tát cho lắm, mà lại nhờ anh, tôi thấy cứ sao sao ấy. Cũng không có gì đâu, tôi cũng chỉ là thấy chuyện bất bình nên muốn giúp đỡ cậu, đòi lại công bằng thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà thôi, anh vào trong nhà uống nước đi. Xe của anh, để tôi rửa cho. Nhờ cậu nhé. Chào anh. Anh đến từ xe hả anh? Sao? Không nhận ra tôi à? Anh làm tôi khá bất ngờ đấy. Không nhận ra là tốt rồi. Thế cô ta tới chưa? Cô ta chưa. Nhưng mà chắc là cũng sắp rồi đấy. Tại vì lần trước cô ấy cũng sang khoảng giờ này này. Thôi được rồi, lát nữa cô ta mà tới, cứ làm theo những gì mà hôm trước tôi nói nhá. Được rồi. Tắt vào chuẩn bị đi. Đây, 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 tôi đây, tôi đây. Ai chả, thái độ hợp tác vết nhờ. Tốt đấy, biết điều thế thì làm đi. À, hôm nay chân tôi hơi nhức, nên là có anh này sẽ sửa thay tôi nhá. Đây á? Nhưng mà có làm được không đấy? Được chứ, anh ấy cũng là thợ chuyên nghiệp mà. Thế thì làm đi. Mà sao rửa xe gì mà bị kín mít thế? À, anh ấy bị nhát gái mà. Cứ nhìn thấy con gái là phải bịt như này, không ngại. Thế cơ à? Được rồi, làm cho sạch vào đấy nhá. Thế cô chờ nhá, tôi vào trong nghỉ ngơi một chút. Này, rửa xe của tôi cho cẩn thận vào. Anh mà làm xước xe của tôi giống anh kia ấy là anh đền ốm đấy. Mà anh tên gì đấy? Sao tôi nhìn dáng anh quen quen thế nhở? Người giống người thôi. Ừ, chắc là thế rồi. À, này, cái kia, anh làm cái trò gì đấy hả? Tôi chỉ xe thôi. Anh rửa xe hay anh định xịt nước vào người tôi? Bắt hết nước vào người tôi rồi đây này. Nước không có mắt nhìn, cô có mắt nhìn ấy thì tránh ra. Này, ai cho phép anh nói chuyện với khách kiểu đấy hả? Anh có biết tôi là khách VIP ở đây không? Này, mày giờ vừa điếc đây à? Mày có tin hôm nay là buổi cuối cùng làm việc của mày không? Sao? Cô muốn gì đây? Chủ tịch. Sao chủ tịch lại? Chắc cô bất ngờ lắm phải không? Nhưng mà bất kỳ việc gì nó cũng có nguyên do của nó. Chủ tịch nói vậy là sao? Nguyên do gì cơ ạ? Cậu ấy, cậu ra đây đi. Tôi đây ạ. Cô Huyền này, cô có điều gì muốn nói với cậu Hải đây không? Dạ, em không có gì cần nói đâu ạ. Được rồi, nếu như cô không nói thì để tôi nói nhá. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi biết được người con gái có hành vi ứng xử vô đạo đức, bắt vạ người khác,
lại chính là cô Huyền đấy. Tại sao cô lại làm như vậy? Dạ... Vết xương ở xe của cô có phải là có sẵn rồi đúng không? Dạ... Dạ đúng ạ. Thế mà cô lại đổ lỗi cho người khác một cách ngon lành như vậy. Đã thế là còn khinh thường, sỉ nhục cô ấy nữa. Lý do là gì vậy chứ? Dạ... Em xin lỗi chủ tịch. Em biết em sai rồi ạ. Mong chủ tịch bỏ qua cho em lần này. Tôi cảm thấy hơi thất vọng với cô đấy. Về công bằng mà nói, khía cạnh công việc thì cô làm rất tốt. Nhưng mà tôi thật bất ngờ khi ngoài đời sống của cô lại đối xử với người khác như vậy đấy. Cô không nghĩ sẽ có một ngày cô bị người khác đối xử một cách y hệt như vậy sao? Dạ, em chưa nghĩ tới ạ. Em không biết tại sao em lại cư xử như vậy nữa. Em biết em sai rồi ạ. Chuyện này chưa phải là một chuyện quá kinh khủng, nhưng mà tôi tin đây là một bài học lớn dành cho cô đấy. Tôi nghĩ cô nên thẳng thắn nhận lỗi của mình đi, và sửa sai thì sẽ tốt hơn đấy. Dạ, em xin lỗi chủ tịch. Em sẽ cố gắng sửa sai ạ. Người xin lỗi không phải là tôi. Anh này, tôi xin lỗi vì tôi đã khinh thường và có những lời lẽ quá đáng với anh. Mong anh bỏ qua cho tôi nhé. Tôi cũng không phải là người chấp vặt gì cả. Chỉ mong rằng sau này cô đừng hành xử như vậy nữa. Tại vì ở đời không biết trước là ai hơn ai đâu. Tôi biết rồi. À, cho tôi gửi tiền hôm trước với tiền hôm nay nhé. Không cần đâu. Đây coi như là học phí cho những bài học đắt giá và kinh nghiệm sau này của cô. Tôi... Con người đôi khi không kiềm chế được bản thân trước những lời nói của mình, vô tình đã làm tổn thương người khác. Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa, cô biết lỗi là được rồi. Thôi, tôi đi trước đây. Cảm ơn chủ tịch Tân nhé. Em cảm ơn chủ tịch đã cho em hiểu thế nào là lễ sống ạ. Không có gì đâu. Thôi, chào anh rồi nhé. Chào anh. Em chào chủ tịch ạ.